Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay có Phật tử học mà nêu ra câu hỏi như thế này, nói rằng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này Phật dạy cho ngài A Nan á, dầu tu hành nhiều kiếp, ghi nhớ lời Phật rất nhiều mà không bằng á một ngày mà chuyên tu vô lậu nghiệp, xa lìa hai cái khổ thương ghét ở thế gian, yêu cầu giải cái việc đó. Hỏi rằng nghĩa chi vô lậu nghiệp là sao? Vì sao xa lìa thương ghét ở thế gian lại được gọi là tu vô lậu nghiệp? Thì cái chữ này là cũng xin giả thích nó có lợi đây nè. Vô lậu nghiệp nó trái nghĩa với chữ vô lậu nghiệp là hữu lậu nghiệp. Các vị nhớ rằng cái câu đối mà tôi đã nói, câu đối rất hay đó: tùy tầng trục cảnh, ngã pháp quạnh sanh, vô minh cứu cánh, vọng thành tham sân si mạng. .. Hữu lậu nghiệp. Hữu lậu nghiệp là gì? Vậy thì hữu lậu nghiệp là gì? Hữu lậu nghiệp là tham sân si mạng. Có nghĩa là nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, rồi phẫn, rồi hận, rồi phú, rồi não, rồi tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vân vân, .. Và mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, .. Nghĩa là nó nhiều thứ vậy đó. Thế thì tất cả cái đó là hữu lậu nghiệp. Vì sao nó là hữu lậu? Là tại vì hễ thương người này là ghét người kia, mà thương người kia thì ghét người nọ. Cho nên vấn đề thương ghét là hữu lậu rõ ràng, còn gì nữa mà hỏi hả? Vấn đề thương ghét, nói thương ghét hai chữ thôi, chứ hệ thương ghét là có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, bốn tướng cùng một lượt. Thành ra đây dùng nó hai chữ, nghĩa là ngăn dứt cái thương ghét đó. Chứ kỳ thật là hai chữ thương ghét đó là đầy đủ chấp bốn tướng ấy. Chấp cho ngã tức là bản ngã này, tướng nhân là cái người mà khác với mình, không phải là mình, mà cái người không phải là mình mà mình sanh tâm đó, hoặc là thương hoặc là ghét. Mà thương thì là thương nhau là cao sáu bổ ba, mà ghét nhau cao sáu nó bổ ra là mười. Do đó cho nên người ta xấu một nói xấu mười. Còn là thương nhau rồi thì là tốt một nói tốt mười, nó vậy đó. Yêu ai thì yêu cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tông chi họ hàng. Nói vậy là thế là không phải là hữu lậu nghiệp là gì. Thành ra nội cái thương cái ghét coi là hữu lậu nghiệp, nghĩa là cái nghiệp mà thương ghét như vậy, có nghĩa là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ, tướng thọ giả bốn tướng mình chấp đồng một lượt. Từ đó nó sanh ra cái hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tức là sanh ra thất tình, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Mà mình giận thương sợ yêu ghét muốn là còn gì nữa là không hữu lậu nghiệp. Hết thương là tân bốc, mà ghét là đánh chặt là ba khúc bỏ ba nơi. Thế là không phải hữu lậu nghiệp là gì? Cho nên vấn đề thương ghét là vậy. Cho nên nếu mà ghét mà ghét vừa vừa thì là nói xấu. Một nói là mười, ghét nhau cao sáu bổ ra là mười mà. Còn nếu mà ghét cực độ là cái người thương nhất của mình bây giờ không còn thương nữa, là chặt làm ba khúc bỏ nơi ba nơi, và lóc da mặt, lột hết, lóc thịt ra để cho người ta nhận không ra. Thế thì là cái vấn đề ghét thương đó là hữu lậu nghiệp là vậy đó. Thành ra câu đó là dễ rồi. Thế có ghét có thương thì tức là có mừng, có giận, có thương, có sợ, có yêu, có ghét, có muốn, là nó sanh ra thất tình, chứ không phải là một cái ghét thương mà thôi. Trong cái ghét thương là hai cái của thất tình lục dục.
Và chính hai cái đó nó sanh ra tham sân si mạn nghi bẩn hận phu não tật sang cuốn xỉm vân vân, tất cả những cái phiền não cội gốc và phiền não nhấn nhóc rồi to đều từ đây cái chỗ ghét thương mà ra cả. Vì vậy cho nên là gọi là nghiệp hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là cái nghiệp này là cái nghiệp nó còn lọt, còn rớt ở trong hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh, cho nên gọi là hữu lậu. Cái lậu là dột, ví dụ như cái nhà mà bị lũng là mưa nó dột, mà nó dột thì là nước mưa trên trời nó dột, tức là nó rớt xuống, là cái nhà mà nó lũng lỗ to thì là cái gì trên trời nó cũng có thể rớt xuống được. Vậy chỉ lậu có nghĩa là rớt, nghĩa là lọt. Mà nếu mà mình mà còn cái lục dục, cái thất tình, cái căn bản vô minh phiền não, chi mạc phiền não vô minh đầy nhảy như vậy thì nó làm cho mình lọt, nó làm cho mình rớt ở trong, hoặc là rớt nhẹ nhẹ thì nó rớt vào trong đường quỷ, ngạ quỷ. Nó rớt nặng hơn là nó rớt vào trong đường súc sanh, mà nó rớt nặng hơn nữa là nó ở trong địa ngục triền miên. À thế thì là cái hữu lậu nghiệp là vậy đó. Ghét thương là nguyên nhân của hữu lậu nghiệp, mà cái nghiệp nó còn lọt rớt trong tam đồ ác đạo. Còn tu tập mà nghe cho nhiều kiếp, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều kiếp, mà nếu nghe mà không hành thì nó giống như là cái người mà là năm này cũng mua sách gia nữ công gia chánh học phương pháp nấu ăn, năm tới cũng đọc nữ công gia chánh phương pháp nấu ăn, và cứ mua sách như thế mà học cả tới 70 tuổi, 70 năm đều đọc sách nữ công gia chánh mà không hề làm một cái bánh nào, thế thì là người đó có được ăn cái bánh men, cái bánh phẫn, cái bánh bò, cái bánh da lợn gì không? Không hề có ăn được, dù là đọc suốt cuộc đời từ hồi 5 tuổi mà biết học cho tới 70 tuổi toàn là đọc sách nấu ăn, các thứ bánh Âu Á đều đọc hết, công thức đọc hết, nhưng mà không có làm lần nào. Thì đâu có bằng cái người mà ta mới đi học một ngày sớm mơi ta bảo rằng là bây giờ là lấy bột mì cái rồi là quậy với bột gạo cái đem về cái rồi thì mua giá rồi với tép rồi kia. Cái rồi là về mở cái rồi tha trong cái chảo á, cho chảo nóng cái tha mở vô, cái rồi là tráng chảo đều, cái rồi múc cái bột mà mình pha bột mì đó, cái mình đổ vô nó kêu cái xèo, cái bưng cái chảo nó tráng tròn vậy, cái rồi mình lấy giá mà củ sắn cho mình để vô, cái mình lấy tôm tép với thịt gà mầm nã nó để vô cái để ụm lại, cái rồi thì chừng 5 phút cái là dở ra, cái lấy cái sợi dễ cái ép lại, giờ thật là cái múc để ra làm vậy 3 lần, vậy là đủ 3 cái, là mua thêm cải rồi rau thơm rau húng này kia, rồi làm nước mắm nước tương rồi cho ngon ha, ăn. Thế thì cái nào ngon học hôm qua bữa nay làm, hoặc là học xong mới lát làm. Thế thì người nào ngon? À thế gì là cái tu mà vô lậu nghiệp trong một ngày, cái phước nó lớn là giống như là mới học làm bánh trong một ngày mà làm bánh mạng thì no liền bất cắt. Anh nói vậy thôi. Người tu vô lậu nghiệp nghĩa là cái người này người ta học đạo rồi người ta hành đạo, học tới đâu là hành tới đó. Nghe nói rằng tội lỗi là do thân khẩu ý phải không? À tức là bây giờ ta kiểm tra thân khẩu ý, coi cái thân của mình, Phật dạy rằng thân này có thể làm ra những điều sắc thân phẩm tức tà dâm, kiểm tra nó. Miệng có thể nói láo, nói lưỡi hai chiều, nói lời theo dệt, nói lời hung ác để làm cho rối lắm người khác, đau khổ người khác, kiểm tra nó. Không làm những điều sai, không nói những điều tội lỗi, không phỉ báng người khác, không nhiều chuyện. Thế là kiểm tra về miệng. Ý nghĩ lành nói lành thì nói, mà nghĩ ác nói ác làm ác thì không làm. Thế thì là mới nghe xuống môi mà chiều mà hàng phục chế ngự được thân khẩu ý, thế là một ngày tu lộ nghiệp thì nó không còn mừng giận sân sợ yêu ghét muốn, nó không còn tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang cuốn xỉm hại kia nữa. Thế thì là một ngày tu vô lậu nghiệp thì công đức nó lớn hơn là cả bao nhiêu kiếp.
Nó giống như là một ngày, một giờ đồng hồ mà học làm bánh xèo rồi tức khắc làm bánh xèo ăn liền, thì nó nói còn 70 năm đọc các thứ sách làm bánh mà không làm thì không có ăn, vậy thôi. Nó vậy, nó vậy thôi, nó vậy. Còn xa lìa mà gọi là tiêu cực là không đúng. Còn xa lìa mà là tiêu cực là không đúng. Chẳng lẽ xa lìa sát sanh trộm cướp tài dâm trộm con những dữ liệu thì ác khẩu gọi là tiêu cực ư? Không, không có tiêu cực. Nếu mà sao lìa được cỡ đó thì mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh không có của mình thì chẳng có gì tiêu cực cả. Còn phải là về cái phần tích cực hả? À, còn về phần tích cực đó là hàng ngày phải làm gì để mà tu vô lậu. Hàng ngày gọi là tích cực đó thì đúng ra không cần làm gì hết. Tại vì mình là cái thân người, mình có ăn, có mặc, có ở, có ngủ, có thở, có sống trong xã hội. Thành ra là mình phải sinh hoạt với xã hội. Thế thì là mình sinh hoạt với xã hội là để mà đóng góp vào cái phần mà mình tiêu chí của xã hội cung cấp cho mình trong việc ăn, ở, ngủ, thở đó. Vì vậy cho nên mình phải làm. Nhưng mà làm những cái gì mà nó thuộc về lợi mình, lợi người, lợi tất cả, chứ không có tổn hại cho mình, cho người, cho tất cả. Cái việc làm ăn đó mà làm có lợi cho mình, cho người, cho tất cả thì gọi đó là làm việc thiện. Bồ Tát hạnh làm những việc đó là tại vì mình có ăn cho nên mình phải làm. Chứ còn cái việc mà gọi là vô lậu nghiệp đó, nếu mà mình không ăn ấy, thì không cần làm gì nữa hết hả? Mà mình không làm gì mà mình không có ăn thì nó đâu phải là con người. Có con người nào không ăn? À, vì vậy cho nên con người nào sinh ra thì cũng phải có ăn, có ăn cho nên cũng phải có làm. Thì cái việc làm mà lại mình lại người lại tất cả chúng sanh thì đều gọi là tích cực được rồi, chứ không có tiêu cực. Mà làm mà không có hại chúng sanh đó mà, thì coi như là cái sự sinh hoạt đó nó hợp lại với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Cho nên Đức Phật hồi xưa cũng vậy, Đức Phật thì chỉ sống với nó phù hợp với cái tâm thanh tịnh vốn có. Còn Đức Phật đi thuyết pháp độ chúng sanh là cũng chỉ vì là thật sự mà nói lại mình lại người. Đức Phật đi khất thực hàng ngày cũng tổn phí, cũng là tổn phí cái phần mà chi tiêu của xã hội đấy. Cho nên là phải làm một cái gì để lợi ích cho chúng sanh. Thì Đức Phật là thay vì là thầy thuốc ta trị bệnh về thân, thì Đức Phật là cái người mà trị bệnh về tâm. Mà trị bệnh về thân là đem cái an vui cho hiện tại, còn trị cái bệnh khổ về tâm là đem lại cái an vui cho niết bàn. Thế thì là đóng góp cái phần mình mà phải làm, để làm không có hại người thì nó phù hợp với cái đại từ đại bi đại hỷ đại xả, cái đức tánh mà vốn có của mình, rồi mình tự có cái sự an lạc, có sự an lạc, không có cái sự dày dò rây rứt đau khổ trong lương tâm thì gọi là người có niết bàn. Còn làm mọi việc đủ nuôi thân mà đủ lại còn có lợi cho người khác nữa thì đó là người trí tuệ. Người trí tuệ không sai phạm trong những điều tội lỗi hại mình hại người hại tất cả, mà lại còn lợi mình lợi người lợi tất cả, như vậy là người trí tuệ rồi. Như vậy là sống đúng sống hợp với lý rồi. Thế thì người đó có được đại trí tuệ, tức là tột đỉnh của trí tuệ là Bồ Đề. Thế là người đó là thành Phật. Chứ kỳ thật không có thành gì hết, không có thành gì hết, nhưng mà tại vì là cái người này không có xa vào những cái tội lỗi sai trái như chúng sanh, cho nên gọi là bậc giác giả, gọi là Phật vậy thôi. Mà để là nó như thế. Bây giờ vô tới cái đoạn kinh này, cái đoạn này hay lắm, tức là cái bài mà trên tánh hữu vi không, duyên sanh có như quyển, vô duy vô khởi diệt, bất thật như không qua, ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng,
Dù phi chân, phi chân, vân hà, kiến sở kiến, trung gian vô thập tánh, thị có nhục giao lo, mẹ hối tức vô minh, phát minh tiện giải thoát, giải kiếp nhân à, giải kiếp đồng sở nhân, thánh phàm vô nhị lộ, nhữ quán giao trung tánh, không hữu nhị cung phi, mèo tức vô minh bất minh tiện giải thoát, phước giải nhân thứ đệ, lục giải nhất diệt vong, căn tuyển tập viên thông, nhập lưu thành chánh giác, đà na vi tế sức, tập khí như bậc lương, chân phi chân khủng mê ngã thường, mất khai diễn, tự tâm thủ tự tâm, phi quyển thành quyển pháp, bất thủ vô phi quyển, phi quyển diệt bất sanh, quyển pháp dân hà lập, thử thị diệu liên hoa, kim can dương bảo giác, như quyển tam ma đề, đờn chỉ siêu vô học, thử a tỳ đạt ma, thập phương bạc già phạm, nhất lộ niết bàn môn. Đó là cái bài đó là tôi coi như là Phật tác yếu. Cái bộ kinh Lăng Nghiêm có một cái đoạn này là coi như là tác yếu, nghĩa là trùm hết cả cái tư tưởng, cái nội dung kinh Lăng Nghiêm coi như gồm ở trong cái bài đó. Thành bây giờ ta đi từng chi tiết nè. Pháp hữu vi không có tự thể, thực chất của nó là không. Vì nhân duyên sanh cho nên có mà không thật có, cho nên gọi nó là như quyển. Các pháp hữu vi, các cái pháp mà do nhân duyên hòa hợp mà nó hình thành, nó tồn tại đều gọi là pháp hữu vi cả. Hữu vi có nghĩa là có tạo tác. Những cái gì mà có tạo tác để hình thành đều gọi là hữu vi. Còn ngược lại là vô vi là những cái pháp đó không có tạo tác. Vì không có tác giả, không ai tạo tác, cho nên là ta không thấy nó được. Nó chưa có hình thành được một cái chỉnh thể của một sự vật, gọi đó là vô vi. Nó chưa hình thành được một cái chỉnh thể của một sự vật chứ không phải là không có nha. Để chúng để ý cái chữ mà sắc chẳng khác không, mà không chẳng khác sắc đó. Sắc là không, mà không là sắc đó. Chỉ không là sắc đó là tại vì là nó chưa có điều kiện hội tụ để nó hoàn thành một cái chỉnh thể. Cho nên là mình thấy coi như nó không có, mình gọi nó là vô vi. Chứ kỳ thật trong cái gọi là vô vi đó là không có gì đó. Kỳ thật là trong đó đã có những cái dữ kiện, những cái yếu tố. Khi mà nó đáp ứng cái lượng sở chi, cái yêu cầu của chúng sanh, thì theo nghiệp chúng sanh mà nó phát hiện à. Cho nên là học cái này là phải nhớ tới cái tấm. Nói về thể tánh, quả là chân không, mà không là chân quả. Lửa là chân không, mà cái chân không nó chính là nguyên nhân có lửa. Giống như cái sao mộc hồi đó giờ đâu có ai tìm ra lửa trên đó đâu. Rồi cái sao chổi nó bay vòng quanh cả vũ trụ vậy, nó đâu có lửa gì đâu. Nhưng mà khi mà nó mẻ ra làm 20-21 miếng, mà nó rớt một mảnh xuống trong cái mộc tinh, một cái y vô cái đó, là lửa nó tung lên là cả là mấy trăm cây số bề cao cái ngọn lửa. Thế thì là ở trong hư không vốn sẵn có lửa, chẳng qua là nó chưa đủ cái điều kiện để nó hội tụ, để nó hình thành một cái chính thể của một sự vật hay là của cái lửa. Nó chưa đủ cái điều kiện nó phát ra. Khi mà có nhân duyên, có điều kiện, cái miệng sao chổi rất vô cái bọc tinh là lửa tung lên liền. Mà lửa nó nóng dữ tận, chứ không phải là lửa thế gian này mà có nóng bằng nó. Cho nên là nó là không, pháp hữu vi nó là không,
vì nhân duyên sanh cho nên có, mà có mà không phải có cho nên gọi nó là như quyền. Cái này là cái cần hết sức. Thành ra những người mà học đạo Phật á, thật sự mà học đạo Phật phải là những người là những người phải nắm lấy được cái mục tiêu, nhận thức kỹ về cái mục đích đến mà mình muốn đến, rồi thì tu đạo Phật mới là tốt. Chẳng hạn như giờ tôi nói thưa, xin thưa đại chúng là cái người nào mà chưa có một cái tâm hồn mà nghĩ rằng là trên đời này tất cả những công danh phú quý sự nghiệp trên đời này nó mong manh, nó huyễn giả, nếu mà cái tâm mình mà chưa chấp nhận được cái triết lý đó thì học Phật không có được, không có bằng lòng nghe đạo Phật đâu. Bởi vì đạo Phật là chẳng hạn như cái bài kinh ngắn nhất có mấy câu là thế gian là vô thường, cõi nước tạm bợ, cái thân tứ đại này là nguyên nhân của bao nhiêu sự khổ, cuối cùng là nó bị tiêu diệt. Thân ngũ ấm của con người không có tự chủ tự tại được, nó luôn luôn sanh dị biến dị, sanh diệt biến dị, nó thay đổi luôn luôn. Thì thế thì là cái người đệ tử Phật là phải nắm cái chấp nhận cái nền giáo lý đó, cái triết lý đó, cái tư tưởng đó. Cho nên người ta chủ trương là giảng pháp giai có, người ta tin rằng nó là một cái nguồn hạnh phúc là cho cuộc đời của người ta, mà người ta không thấy sự vô thường, sự mong manh, sự nguy hiểm, sự tạm bợ của nó, thì cái người này học Phật chưa được. Và cái người học Phật nó còn một cái điều nữa là phải có một cái sự tư duy để nhận thức rằng là tất cả những cái tài sản, những cái vật chất bạc vàng châu báu quý nhất trên thế gian, những cái đó không đem lại cái an vui, cái hạnh phúc chân thật nếu cái tinh thần mà nó không có cái đạo đức, nó không có cái trí tuệ, thì những cái thứ vật chất dù nhiều dù quý nhiều cỡ nào cũng không đem lại cái hạnh phúc chân thật được. Thế thì là cái người như vậy có cái tư duy, cái nhận thức như vậy thì học Phật mới được. Cho nên người ta đam mê trong cái vật chất thì là không có học Phật được. Và nếu có đến chùa hay là có tập nghe cái gì đó, nghe nó cũng không vô. Bởi vì ở đây đạo Phật là nhất định là chân tánh hữu như không, duyên sanh có như quyển nè. Phải tập nhận thức rằng là giảng pháp duyên sanh như quyển. Mà đã biết nó như quyển rồi là cái tánh của quyển là tánh không có gì. Do vậy mà mình nó cởi mở đi tất cả những cái tham về tài, tham về sắc, về danh, về lợi, về sân, về si, về mạng, về nghi, ha, về phải, về quấy, về hơn thua mà. Là mình thấy nó như quyến cho nên mình mới là hạn chế, mình mới là quá giải, mình mới chẳng đứng được những cái ý niệm mà công danh tài sắc. Cho nhằm phủ định quyến hữu mà phải đề cập đến cái vô. Kỳ thật chẳng có cái gọi là vô vi nào cả. Cái không có sanh khởi, không có tận diệt thì gọi nó là vô vi. Vậy thì vô vi đồng nghĩa với chẳng có gì. Cho nên là vô vi là chỉ cho cái đức tánh thanh tịnh, mà sự thật nó không có gì, nó chỉ là một cái đức tánh thanh tịnh. Chứ đừng có tìm cái vô vi là cái gì để mình được mình chứng đắc. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây nè ha, tôi lấy hai chữ vô vi thôi, tôi không nói nhiều. Một gọi là trạch diệt vô vi, hai là phi trạch diệt vô vi. Trạch diệt vô vi là như thế này,
nói đây là trong đại chúng này nè, người nào mà cái mùa này mà không có tiền để mua sầu riêng, măng cụt và lâm chôm là tự than thân trách phận về cái thân phận nghèo khó của mình và sinh ra ân hận, mà phải hạn chế cái sự thèm sầu riêng chôm chôm và măng cụt. Có những lúc nó thèm sầu riêng chôm chôm và măng cụt lắm, nhưng mà vì tiền ít không có đủ để chỉ sống ăn cơm mà đạm bạc trong ngày thì no bụng thôi, chứ còn ăn những cái mà có tính chất mà cho nó ngon cho nó thỏa thích thì là không có đủ. Thế thì là người này tự than thân trách phận và tự mình phải hạn chế cái sự thèm buồn của mình về sầu riêng, về chôm chôm và măng cụt. À, mà dùng cái sức mà tự chế làm cho nó quên đi, làm cho nó đừng nhớ tới mà nó thèm cho tới rõ nước miếng, đó là một sự khó khăn. Tuy nhiên cuối cùng là cái người này cũng không cần ăn chôm chôm măng cụt sầu riêng mà vẫn sinh hoạt, vẫn tư tỉnh, vẫn an nhiên được như mọi người, mặc dù mọi người ta đầy đủ hết, còn mình thiếu, nhưng mà cố gắng cũng vui cũng vẻ cũng sinh hoạt cũng làm việc, nhưng mà mình không có ăn ba món đó, cứ mua như vậy mà không được ăn. Nhưng mà phải phấn đấu tươi tỉnh để cho đừng thấy cái tuổi thân cho mọi người biết. Thế thì là cái tâm mà thanh tịnh an vui như vậy đó, ta gọi là trạch diệt. Do trạch diệt, do mình phấn đấu mà mình hạn chế cái thèm thuồng của mình, mà nó được cái sự thanh tịnh an vui như mọi người được an vui. Bây giờ một cái thứ vô vi nữa là cái bằng phi trạch diệt, nghĩa là không có cần phải là dụng ý gạt bỏ cái ý niệm thèm thuồng, cái ý niệm mà ít tiền tuổi thân, mà tâm hồn vẫn thanh tịnh an vui. Đó là cái trái cho bằng cái trái thiên ba la úc mani. Nói đây có ai thèm cái trái thiên ba la úc mani không? Ấm bạc. À, thế thì là cái tâm hồn của các vị nó thanh tịnh vô cùng, chưa bao giờ mà thèm cái thiên ba la ấm bình. Đó có nghĩa là cái đó hồi đó giờ mình không có biết nó làm sao, không hề có tương quan gì đó, cho nên mình không hề có cái tâm móc niệm thèm thuồng trông chờ mong đợi gì hết. Do vậy mà tâm hồn mình hoàn toàn thanh tịnh. À, thì cái thanh tịnh đó thì gọi là vô vi đó, gọi là phi gạch diệt, nghĩa là không cần dụng công, không cần phấn đấu để mà ngăn chặn cái sự thèm thuồng gì cả. Mà cái trái thiên ba la úc mani ta không có ai thèm hết. Ngược lại là nếu mà không có tiền để mua sầu riêng mà cũng chôm chôm là thèm đó, thấy người ta ăn mình thèm đó, những lúc đó bụng thấy thèm lắm đó, nhưng mà phải phấn đấu thôi. Thế thì cái đó là gọi là vô vi, cũng thanh tịnh vậy, trong lòng cũng an ổn được vậy, nhưng mà phải trạch diệt, phải phấn đấu. Thế thì cái chữ vô vi là vậy, là chỉ cho cái tính nghĩa là thanh tịnh trong sáng không có gì hết. Vì vậy cho nên là khi mà mình không có làm những cái điều gì mà nó phản với chân lý, mà cái tâm hồn của mình vẫn được thanh tịnh đó mà, thì cái đó nó trở thành đó là vô vi đó, chứ không có mong cầu cái cảnh giới vô vi thiêng liêng gì ở đâu đó. À, cái vô vi đồng nghĩa nó không có gì. Người lễ tử Phật không bao giờ hy vọng ở nơi cái gọi là vô vi, dù được người ta quảng cáo vô vi là cảnh giới an vui hạnh phúc. Ta thường nói rằng là tu cái đạo vô vi để tìm tới cái cảnh giới an vui hạnh phúc ở cõi vô vi là không có đúng rồi nè. Cái vọng
giá vọng biểu chân là một thuật ngữ thường dùng ở trong Phật học, có nghĩa là phủ định cái vọng là nhằm để khẳng định cái chân. Nhưng phải hiểu hết vọng là chân, mà không cầu cái chân trong khi hết vọng. Này, cái chỗ này là cái chỗ mà người đệ tử Phật hết sức để ý, chứ còn không là tu là quá là điên đó. Chỉ cần biết vọng là đừng có để cho cái vọng nó xâm nhập vào thân khẩu ý của mình. Mình biết cái nào là vọng. Bởi vì kinh điển ta có đưa ra cái tiêu chuẩn rồi, thân. Thì những cái vọng mà nó biểu lộ ra thân ấy, thì là có thể là sắc đạo dâm. Những cái vọng mà nó biểu lộ ra miệng là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu. Cái vọng mà nó biểu lộ trong ý là tham sân si. Rồi còn chẳng hạn như là tham sân si, rồi nó sinh ra mạn nghi, rồi phẫn hận thú não tạch sang, cú sĩ mại kêu. Tất cả những cái thứ gọi là căn bản phiền não, tùy phiền não đấy, đều là những cái loại tâm sở ác, tâm sở bất thiện. Nó thuộc về vọng, nó phát xuất từ cái vọng tâm. Thế thì biết những cái đó là vọng, ngăn chặn cái đó đừng cho nó sinh ra. Mà ngăn chặn vọng là tự nó chơn rồi. Cũng giống như là mình biết những người nào là những người không tốt, những người trộm cướp là nguy hiểm phải không, thì mình đã biết những người đó rồi, là mình ngăn ở ngoài cửa rồi, không cho vào cửa cổng, thì trong nhà mình tự nó bình yên rồi. Chứ còn không có phải là ngăn người kia rồi mình cầu một cái sự an lành bình yên nào khác ở đâu nữa hết á. Ngăn được thì giặt cướp ở ngoài cổng, không cho vô nhà, không vô khu vườn của mình, là trong khu vườn của mình là bình yên rồi. Vậy thì khi mà kiểm điểm về thân, về khẩu, về ý, mà biết những cái loại tâm sở thuộc về bất thiện, thuộc về vô minh phiền não, thì trừ cái vọng, bỏ cái vọng là tự mình thành chân. Cho nên là ngôn vọng hiển chi chân, nói vọng mà để nó hiển cái chân. Nhưng mà khi mà ngăn được cái vọng rồi đó thì bỏ cả cái chân đi. Cho nên ta gọi là vọng chân đồng nhị vọng. Nếu mà bỏ vọng rồi mà còn mong tìm cái chân, thế thì cái chân nó biến thành ra cái vọng. Nó thành một cái năng cầu, một cái năng nguyện, sở nguyện, một cái ước mơ mà không bao giờ tìm nó có được. Thế thì lỗ lã thôi. Cho nên hết vọng là chân, mà không cầu chân trong khi hết vọng. Hết vọng cầu chân là tìm thêm một cái đầu để chồng lên cái đầu mình đã có. Đó chẳng phải là tâm trạng của kẻ điên loạn như chàng Diễn Nhã Đạt Đa là gì? Chàng Diễn Nhã Đạt Đa hôm trước mình đã học đó. Tự chê tức cái đầu của mình, sao mà không có con mắt, lỗ mũi, không có miệng, mồm, rồi như là cái đầu mà mình thấy trong một cái tấm gương, hay là mình thấy cái bóng ở dưới nước, nhìn như cái dưới nước thấy ra cái đầu của mình có mắt, có mũi, có miệng, có lỗ tai, còn cái đầu mình sao mình không thấy? Vì đâu có ai mà thấy được mặt của mình. Rồi tự cho rằng mình không có đầu, không có mắt, không có lỗ mũi, không có lỗ tai, rồi ôm đầu mà chạy. Thế thì người đó là người điên rồi. Đi tìm một cái đầu nào khác. Nếu mà tìm cái đầu khác nữa để lên cái đầu mình làm gì mà để được? Bởi vì đầu mình vẫn còn nguyên kia mà. Cho nên cái đoạn này đó thâm thúy lắm đó. Đệ tử Phật học, học Phật là để ý cái này đó. Phân biệt đánh giá sự vật qua mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét là do cái thức trung gian đó. Đó. Phật giải đồng sở nhân thâm thàm vô nhị lộ, nhữ quán giao trung tánh mà không hữu nhị cu phi. Cột để cho nó sanh ra những phiền não vô minh, hay là mở để nó được có sự an lạc, sự giải thoát của niết bàn,
thì cũng đồng dựa trên sáu căn mà thôi. Nhưng mà Phật giả đồng tại nhân mà thánh phàm vô nhị lộ, à, làm chủ được sáu căn, không để cho thua, không để cho sáu căn nó dẫn dắt trên trong cái đường lục dục thất tình thì đó là thánh. Mà còn để cho sáu căn nó lôi cuốn, không tự chủ được thì gọi là phàm thôi, chứ cũng không có con đường nào khác. Cho nên đó là mừng giận thương sợ yêu ghét là do cái thức ở trung gian đó. Mà cái thức thì có thay đổi luôn luôn, như những hình thoi, hình than, hình tam giác, hình vuông, trong những cái đám lao xảy gắt lên nhau, trong những cơn gió giật, thế thì lục căn lục trần mình nó thay đổi luôn luôn. Thế là những cái thấy, những cái thương ghét cái người của mình nó cũng thay đổi luôn luôn. Vì vậy mà cái phân biệt mà thấy nghe thương ghét của mình nó không có thiệt gì trọi chứ, không có thiệt. Giống như là miễn mà đám lao xảy nó đứng đứng vậy mà gió gần ngang quay về là thấy đủ hình nè, đó nhiều thứ hình nè, rồi gió qua con gió rồi là cái lao xảy đứng lại vậy thì mấy cái hình mất hết. Mà gió giật đè lên nhau thì thấy ba cái hình nó đương nhau vậy. Thành ra cái thức của mình á, do nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó sanh nên cái phân biệt. À, phân biệt đó là do nó đương nhau những cái dựa vào sắc sanh nên vị xúc ha, tác động vào cái nó thấy nó sanh ra sự, sanh sự, sự sanh do cái căn và tầng. Giống như là tí xíu nữa thì mình phát được. Căn tầng đồng là vật biểu hiện từ Như Lai tàng, phát xuất từ Như Lai tàng không tội lỗi. À, cái chỗ này đại chúng để ý đó. Như Lai tàng tức là cái kho tàng nó chứa hết. Nó chứa hết tất cả vạn loại hữu tình vô tình đều là cái bị chứa của cái Như Lai tàng bản thể. Đại chúng để ý chữ Như Lai tàng nó có chia là năng tàng và sở tàng. Các cái thứ một giống ở trong một cái thúc, nó thì cái thúc là cái năng tàng, cái để chứa đựng. Còn tất cả hộp giống mà bị định ở trong cái thúc nó gọi là sở tàng. Giống như là ví dụ như là cái thúc ha, lấy cái thúc giả đi, lấy thứ dạ để làm ví dụ. Trong thứ dạ nó mình đựng cả hàng triệu cái thứ hộp dốc. Cái gì hàng triệu cái thứ hộp dốc ở trong cái thứ dạ nó lại gọi là sở tàng, tức là những cái bị đựng. Còn cái thứ dạ mà để đựng cả hàng triệu cái thứ hộp dốc đó gọi là năng tàng. Thì cái thứ dạ đó nó đựng cả hàng triệu cái hộp dốc đó, rồi tùy theo nhân viên mà học giống nó sanh khởi. Trong đó nó sanh khởi là đại để là nó sanh khởi là có hai loại. Một cái loại như là núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, gọi đó là cái loại vô tình. Mà trong đạo Phật gọi là vô tình chúng sanh, là vì là do nhân viên và học mà sanh. Cho nên mặc dù nó vô tình, nó không có tri giác, nó không có biết về sống chết ra đến gì hết, nhưng mà cũng gọi nó là chúng sanh, mà là chúng sanh vô tình. Vô tình có nghĩa là không có tri giác. Cái loại thứ hai, ở trong cái thúng học giống đó, nó như khi mà đầy đủ nhân viên thì nó sanh khởi ra cái loại gọi là hữu tình. Mà vì là cái loại hữu tình này là cũng do các duyên hòa hợp mà không có cái nào là đơn độc một món nào để tự nó sinh ra
nó được. Cho nên gọi là hữu tình chúng sanh. Chúng sanh là giả chúng, duyên như sanh, có biết chúng sanh. Tất cả đều duyên như các duyên hòa hợp vô quan vô duyên hết. Cho nên gọi là chúng sanh. Chúng sanh hữu tình. Hữu tình là vì có tri giác, có khôn ngoan, có trí tuệ, có sự đau đớn, tham sống và chết. Trong đó có những loại thiện tầm hạ thú, có những loại thủy tộc, như biển, như nước, vân vân. Nhưng mà dầu là bất cứ là cái thứ gì cũng đều gọi là hữu tình mà thôi. Thế thì là trong cái nghĩa tài bản thể nó duyên khởi ra hai cái loại, chúng sanh là hữu tình và vô tình. Thì trong các cái loại này là khi mà nó sinh khởi ra là cái nguyên tắc chung, nó duyên khởi ra không có thứ nào là có tội lỗi gì hết. Không có thứ nào có tội lỗi gì. Tội lỗi là sau đó mới sinh ra tội lỗi. Nói ví dụ như vậy, cha mẹ mình chích ngang một cái khúc rồi ha, một khúc giống như là chích ngang đó mà. Rồi cha mẹ của mình sinh mình ra thì nhân khi ra có ngủ thiện mà đâu có tội lỗi gì. Không hề tham sinh cô, không hề tham vàng bốn thứ chín. Và tất cả những cái gì đều không có tham hết. Nhưng mà có cái tham rồi thậm chí biết rồi cướp của là sao đó. Tấn tương cạnh, tập tương diễn, nhân dần gửi xã hội để đáp ứng cái yêu cầu, cái việc động tầm thường mà nó sinh ra. Cái hồi nhỏ cha mẹ sinh ra những cái anh mà hiện giờ mà đang trở xuất ở tù mà 5-7 lần án nhau thì là cũng hồi nhỏ cũng nhiều thôi. Thành ra không có tham những đưa kim cương cũng được, đưa già thiệt cũng được thôi. Thế thì là cái tấn bổ thiện của con người nó nhấn là cái giai đoạn mà cha mẹ sinh ra. Mà sao cái nhất bạn là anh di hạnh. Người nào mà trở về cái hạnh anh di, tức là cái hạnh mà hồi mà còn là 6-7 tháng, 1 năm tuổi, 5 rưỡi tuổi, tốt đẹp lắm, không có tham cái gì. Thế thì là sự thật là mạn pháp sinh ra. Sao cái bản thân như ra tàn, đâu có cái nào là động viên tội lỗi, gây đau khổ cho cái nào. Cho nên là căn tầng đều là biểu diễn từ những cái giai tài. Nó là cái loại chúng sanh hữu tình từ trong cái giai tài biểu diễn. Còn nước trong đất liền trời tăng mây nước nó cũng là một cái loại biểu diễn từ cái bản thể như là tàn kia. Chứ là đâu có cái nào có tội lỗi gì đâu. Hết mức từ như giai tài không tội lỗi. Cho nên buộc cái mở là do căn. Thánh cái thàm là do tự chủ hay không tự chủ đối với sáu căn của mình. Cho nên nói đến cái này là tôi nhắc lại đại chúng cái này. Hàng thanh văn hàng như giác cũng nhãn căn, nhĩ căn, thủy căn, thiệt căn, thanh căn, lý căn, ta vẫn còn nguyên. Nhưng mà chỉ vì người ta tu tập trí tuệ, ta bồi dưỡng trí tuệ, cho nên ta kế nghị, ta chinh phục được cái dục vọng, bản năng dục vọng của con người tầm thường. Vì vậy mà họ vẫn ở trên cái mặt đất đầy sắc thanh hơn vị sắc thấp bình thường, mà có người gọi là bồ đề, gọi là niết bàn. Như là Thế Tôn ta, kể từ khi gọi là thành đạo vô thượng bồ đề và nếu vô thượng nhất là thì mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn còn nguyên nó, thấy nghe lưỡi đến cái nhất vẫn còn nguyên nó, mà sống trên mặt đất này mà vẫn có vô thượng bồ đề vô thượng nhất là núi sông đất liền trời sông nên nước có cây hoa lá nói chung là lưỡi thân vẫn còn nguyên nó, mà các ngài có bồ đề nhất là từ hữu thượng tới vô thượng là của Phật, bồ đề nhất là của Phật. Điều đó chứng tỏ rằng phát sinh nên bị xuất phát không, nó phát xuất từ như duyên khởi từ như cái tàn, không có phải là nguyên nhân tội lỗi đau khổ cho ai. Mà lục căn lục thức của con người nó cũng phát xuất từ như cái tàn bản thể mà nó hình thành, gọi đó là hữu tình chúng sanh. Thế gì là lục căn cũng không phải là nguyên nhân đau khổ tội lỗi cho ai. Cái chỗ này là cái chỗ tuyệt diệu hết chứ. Cho nên khi mà mình tu á, mà mình được giải thoát nhiều hay ít á, là phải tự hỏi mình mà thôi, chứ đừng hỏi ai nữa hết.
Do vậy mà cái câu mà rất đơn sơ mà nó hay đó: thành tàn phi thật, tự gia phi mà quả quốc nhân do cánh nhân phì, thì ác đáo đòi kinh hữu báo, chỉ danh lai tạo dĩ lai kỳ. Cái việc làm của mình nó bị hay ác, nó hư, nó thật là tự mình đấy. Đừng có cần hỏi ai hết. Rồi cái nguyên do mà quả nó đến hay là quốc nó đến cũng không cần hỏi ai hết. Tự hỏi mình coi cái việc làm của mình nó thiện hay ai, nó ác, nó tội hay nó phước, nó thật hay là nó hư. Rồi thì tự biết quả phước, quả đến hay là phước đến, chứ không cần hỏi ai. Còn cái chuyện mà thiện ác, cái chuyện quả phước nó đến đó là dứt khoát là có. Bây giờ thiện ác đã đầu tiên đó, nó cũng là có trả thôi. Mà trả chẳng qua là trả sớm hay là trả muộn. Chẳng hạn như là cái ông mà Nguyễn Trung Nghiêm là cái quả báo của ông trả sớm á. Như là ông nắm không xong là cái ông đi đầu thú rồi nó đi chặt vợ đi 3 phút bỏ bạc chỗ. Thế là được ngồi ngay và để thọ tội. Thế thì trường hợp đó là quả nó đến, nhân cái quả nó đến gần đó. Đó là cho mình nhân quả hiện tiền đó ha. Còn một cái loại quả phước nữa ta gọi là di thời di thục. Chỉ là di thục có nghĩa là trốn lên trốn xuống sau 7 tháng, 2-3 năm gì đó, rồi người máu của 2-3 năm lên phi nã người kia, 2-3 năm nó bắt được hết gì này. Nên là cái đó ta gọi là di thời di thục. Nhưng mà nếu mà 2-3 năm rồi cái cậu này lập được một cái công gì đó, y lại là ăn năn ha, rồi tội lỗi của mình, rồi y về thấy những cái băng đảng tội phước nào rất là dữ dằn không ha, ác quá, y lại dấn y dừng chữ y đi bắt những người này đi đem cho chính quyền. Thế thì là cái tội này lại không còn lỏ tù nữa, mà nạp tội này vô trong một chứng chỉ để mà bảo vệ an ninh cho quốc gia. Thế thì là cái giai đoạn đó nó gọi là biến dị di thục. Cái nhân quả cái biến dị di thục nó thay đổi chứ nó không còn gì nữa. Trước kia tôi là người tội lỗi, bây giờ tôi biết cái đó xấu, tôi khuyên những thằng bạn tôi không được, bây giờ tôi mất hết nó từ giờ chính quyền để làm cho cái xã hội được tốt đẹp. Thế thì là cái tội này bị khen mà không có ở tù, không có bị xa thảo gì hết. Thế thì là nhân quả nguyên diện thuật đó, đó là diện thời diện thuật, biến diện diện thuật, diện loại diện thuật. Thành ra cái vấn đề tội lỗi đó không có cần nói ai hết. Vấn đề buộc hay là mở là do căn, là do cái pháp căn của mình. Thánh hòa là do tự chủ hay không tự chủ đối với pháp căn của mình mà thôi. Pháp căn thì không đã đành, mà pháp có cũng là không, không bất dị pháp. Gọi là không mà chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Cho nên là pháp không thì người ta thấy pháp không này ha, gọi là không đang nằm, mà pháp có cũng là không. Đây là cái mình đương thể tất không. Ví dụ như cái bàn này, đây là pháp có này, nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn là có biết cái bàn này nè, nó là trải qua cái quá trình, nó đang ở trong cái quá trình thành sanh trụ dị giả và diệt. Cho nên là với cái nhân của tuệ nhãn là cái bàn này người ta quý có mức độ thôi, chứ ta không quý lắm đâu. Còn cỡ như tôi vậy, trên nhà tôi không có cái bàn nào mà bằng cái tổng lai ở trên. Tôi mua đồ bậy bạ mà tôi quýnh như vậy là tôi xài. Rồi thì hết bữa rồi, nhiều khi tôi quýnh mà tôi còn chết trước đó. Như vậy tôi mua đồ quýnh quá cho số tiền, tôi phải khổ không. Cho nên là không có cái gì quan trọng hết. Nói tới cái này tôi cũng xin thưa, có cái điều là tôi cũng hơi ái nái đó, đơn giản quá rồi nó cũng hơi có cái phiền não đó. Cái gì lần mà tôi mà để mà ôi cây quýnh mà ngâm mẫm hết rồi, mà các Phật tử mà thiệt là Phật tử ruột thân trong nhà tôi đang biết rồi đó, nó tới rồi nó ngồi dưới đất tết nhất là chỉ ngồi đất được. Có Phật tử lạ mới thân là dưới nhất mà nó thấy rằng mình tết mình lại mình thân thầy ngồi đất là nó sẽ mình ha. Thành ra lên trên cái đi văn chỗ đó ngồi tỉnh cả chục người thì cái tim tôi với này coi như là không có hẹp văn tim nữa. Coi như nó hẹp văn tim của tôi vậy.
tôi không phải là tôi thở cái đó, không có bao nhiêu tiền, sập cái đầm giải nó không sao. Nhưng mà nó giải rồi là những cái cây một tầm bảy giờ nó chó, người ta nhẹ hết, mà nó năm lũ cuồng, nó tét thịt nữa rồi, người ta nói phải chui gì thật, không phải chui gì đâu. Cái đó là nhân quả, đó là chắc là nhiều lắm, thì không nói nó giải gì thôi. Nhưng mà rồi ta về ta buồn nó mới rồi, ta sao cũng đời chưa kêu rồi. Hỏi sao vậy, nó đi vô thăm tiền rồi thăm, là chắc là cái gì mà nó sập nó nằm, cái cây tâm chuyên của tét cái dài dọa. Chết rồi vậy. Cho nên là có khi hồn giết cũng lên mây dễ. Cho nên mà cái bộ của người ta thì dày một tấc hai, mà một bộ đi tăng nghĩa có hai tấm thôi, thì ngồi bao nhiêu đâu có thở, tim đâu có nhức nhức gì. Ở đây mình thấy thấy lên ngồi bao tim vừa nói chuyện mà vừa nhức 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 sợ nó gãy. Là nó bất công không đã đành mà bất có cũng là không, thì gọi là đương thể tức không. Nhưng như vậy rồi không có cái gì quan trọng hết. Vì vậy mà tôi thấy đại chúng là khi mà hỏi tôi không mong tu thiền, tôi nói là xem thường như vậy đó. Pháp không là không có gì, là coi gì không có gì là xem thường đã đành. Mà pháp có cũng phải xem thường, không quan trọng gì hết. Do đó cho nên phải học cái bài này nè, cái bài này là của ngài Long Thọ nè. Long Thọ: chúng nhân như sanh pháp ngã thiết tức thị không, việc duy thị giả danh, việc thị tu đạo nghĩa, vị tàn hữu với pháp bất tùng nhân duyên sanh, thị có với thiết pháp vô bất thị không giả. À, ngài Long Thọ Bồ Tát như là thầy chủ trương giảng pháp giải thông mà. Cho nên là ngài đưa ra cái thuyết cho bằng pháp bất tu đạo, giảng pháp này bất sinh bất diệt, bất đoạn bất thường, bất lai bất khứ, bất xuất bất nhập. Các pháp này là sinh chứ không thật sinh, cho nên gọi là bất sinh. Diệt mà không thật diệt gọi là bất diệt. Bất đoạn bất thường, còn lại vĩnh viễn thì không còn, không đúng rồi, mà gọi là mất hẳn, cũng có cái nào mất hẳn. Bất lai bất cứ không, giảng pháp không có cái nào hết mà chẳng có cái nào đi. Đến đi vậy chứ cũng mình ở trong cái như là tàn mãn thể vậy thôi. Thì duyên mà sanh khởi gọi là sanh gọi là đấy, mà khi mà nhân duyên là khác đi ấy, thì là nó ẩn diệt thì gọi là đi. Nên nhà Long Thọ chủ trương pháp bất tu đạo thì là bất hết, cái nào cũng bất không hết, là các pháp do nhân duyên sanh, cho nên tôi nói nó là không. Mà không không phải hoàn toàn như lông rùa thỉnh thoảng diễn diễn không. Cho nên là tôi cũng gọi nó là giả danh. Giả pháp mà đặt cho nó cái tên và nhìn thấy tầm nắm giờ mó ngửi nếm được nó là những cái có giả danh. Có nhưng mà có giả, và thêm cho nó cái tên là nó giả danh. Việc gì bị giả danh, người nào hiểu được như vậy, có mà không phải thì có, chứ không như lông rùa thỉnh thoảng. Người nào hiểu được như vậy đó là người nào hiểu được cái nghĩa, để biết nghĩa gọi là cái nghĩa tu đạo. Vậy bằng hữu pháp bất tùng nhân duyên sanh, trên thế gian này không từng có một pháp nào không do nhân duyên sanh, thì có những cái pháp vô bất thể không giả. Vì vậy cho nên tất cả pháp không có pháp nào là chẳng không, vì tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh hết. Vì nhân duyên sanh mà tôi nhìn tôi thấy nó là không, cho phải như lông rùa thì nó diễn biến không có gì. Đó là cái nhìn của người đạo đó. Chân lý có và không mê mờ, chân lý không và có là vô minh. Mà tỏ ngộ cái chân lý có không thì người đó được giải thoát. Tỏ ngộ cái chân lý cái vấn đề có và không, hãy nói một cách rõ ràng hơn là đi cho là giải pháp này phải có, mà phải hiểu là cái có này là cái có duyên sanh duyên diễn thì có thể có được giải thoát đó. Mở gốc nên theo cái lớp một được mở rồi thì sáu gốc sẽ giải tỏa theo. Sáu gốc mở thì cái một cũng không còn,
cái chỗ này nó không kỳ lạ. Cho nên á, nói cái này là để nói cái tâm của mình đó nè. Cái tâm của mình nó biểu lộ qua, nó biểu lộ qua, nó thông qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Thành ra cái tâm mình thành ra như sáo vậy. Cái thì phải có một cái thôi, tâm có một cái là cái. Nhưng mà cái thức đó mà nó biểu lộ ra cái con mắt thì gọi là thấy, mà nó biểu hiện ra lỗ tai thì gọi là nghe, nó biểu hiện ra mũi thì gọi là ngửi, biểu hiện ra lưỡi thì gọi là nếm, biểu hiện ra thân rồi chút thì gọi là nếm thì gọi là biết, à ra ý thì gọi là biết. Cái thì là có một cái chỗ này là học ở sâu đó. Vì vậy cho nên là khi mà chinh phục được một căn rồi thì năm căn khác nó thanh tịnh theo. À, giống như cái căn mà tổ sáu cái gốc thì gì khác nhau mà mở được một gốc rồi thì là mấy gốc, năm gốc sau đều có thể mở theo được hết. À, mà khi mà mở được hết sáu gốc rồi thì là cái một cũng không còn, tại vì là đâu có cái gì đâu là một, chẳng qua là tại vì tổ một gốc thì gọi là một gốc, tổ sáu lần thì gọi là sáu gốc, thì đến gốc thứ một, cái gốc thứ sáu, nhưng mà mở hết sáu gốc thì đâu có còn gì. Tâm của chúng ta cũng như vậy, nó biểu hiện qua mắt thì gọi là một, cái tâm nó biểu hiện ra thấy, tâm biểu hiện ra lỗ tai thì gọi là nghe, nửa nửa nghe cũng biết là nó sao. Nhưng mà khi mà sáu chân mà nó thanh tịnh rồi á, thì cái một nó cũng không còn, không còn cái gọi là tâm. Vì vậy mà kinh kinh văn bát nhã nó quá khứ tâm tất cả nó hiện tại tâm tất cả nó vị lai tâm tất cả nó là cái chỗ đó. Tâm quá khứ tiền không có, tâm hiện tại tiền không có, tâm vị lai tiền không có. Tam thế cầu tâm tâm bất cách mà tương tâm nhất vọng vọng như vô, trong ba đời tiền tâm tâm không có, đem tâm tiền vọng vọng cũng không có luôn. Cho nên cái vọng mà mình vẫn thương sợ yêu nhất muốn của mình nó thật sự nó đâu có. Vậy mà mình á, chúng sanh mà vô của mình á bị tác động nó hoành hành vô tướng, cho nên Phật mới gọi là những người đáng thương xót đấy chứ. Hãy lựa cái căn có ưu thế để phát huy khi mà có công dụng, lựa một căn mà chọn cái tánh viên thông được cái quả nhập lưu thì xem như là đã thành Phật. Bởi vì Như Lai nó chẳng nói tất cả chúng sanh là Phật đã thành đó sao? Cái đoạn này học nó sâu sắc lắm. Ở kinh Pháp Hoa thì cái Phật nói rằng tất cả chúng sanh là thành. Ở kinh này thì là nói rằng là khi mà nhập lưu thì sẽ là bực vô lượng chánh đẳng chánh giác. Đồng nghĩa như bên kinh Pháp Hoa nói rằng tất cả chúng sanh là Phật đã. Ở đây được cái quả tu đầu hoàng mà ngang bằng với quả vô lượng Bồ Đề. Bởi vì mọi người là vốn có Phật tính sẵn rồi, mà được cái quả dưỡng lưu rồi mà diễn vào dòng thánh rồi, là từ đó mà lần lần mà phát triển lên. Chờ thời gian mà cái sen của mọi người nó tự nở, sen rút sen nở từ từ rồi cũng đều nở trọn vẹn mà không. Thức A Đà Na sâu sắc lắm, tập khiến chúng sanh qua lại quá sâu dài, Như Lai thường không đề cập đến. Ngại chúng sanh mê chấp này chân nọ chẳng phải chân, cho nên ở trên thủ lăng nghiêm này Như Lai chỉ dạy trong phạm vi sáu căn, sáu tầng và sáu thức. Sáu thức vọng chấp là vọng đã thành. Mốt ý chấp chân làm cho cái chân nó quá ra vọng. Sáu thức mà xâm được vọng chấp thì gọi là vọng đã thành, mà mốt ý chấp cầu cái chân thì cái chân nó quá ra vọng. Vì vậy cho nên là hết giọng là nó thành chân. Cũng như đã ngăn được trộm cướp ở ngoài cửa cổng thì trong nhà này tự nó an lành, nó không có mất mát của cải gì, nó an toàn vậy thôi, chứ không có cầu chân. Cũng như là đại chúng mà nếu mà từ được những cái vô minh như là tham sân si mạng nghi phẫn hận thú não tật sân vân vân, từ được mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, là các vị đừng bao giờ cầu nước bàn nữa nha. Từ hết cái đó rồi là các vị tự một đời sống đó là nước bàn rồi đó.
nghĩa là không còn một cái bực tức, một cái lo âu, một cái sợ hãi, một cái ưu tư nào trong tâm hồn, là các vị đã có niết bàn rồi đó. Hưởng cái đó đi, hưởng cái đó là hưởng niết bàn đấy. Chứ mà từ hết những cái điều não rồi, những tâm từ điều não để mong cầu niết bàn, không bao giờ các vị biết niết bàn là gì đâu. Bởi vì thân tại hải trung như bích thủy mà nghiệp thành lãnh thọ ngã tâm nhân, ở dưới nước rồi chỉ cần ngã miệng mẫu nước thôi. Cái đấy ở dưới nước mà ngậm miệng lại cái nước thì làm sao kiếm nước ở đâu được nữa. Ở trong đồng nai rồi mà ngậm miệng để cho chết khác rồi lại đi tìm nước, nước ở đâu? Chết ở thành phố này uống nước trong đồng nai mà. Mà cái người sống ở trong đồng nai thì lãnh thọ ở dưới mà ngậm miệng lại để cho chết khác thì làm sao có nước nữa được chứ. À, cho nên là học cái này thú vị là chỗ đó. Cho nên là cái tu Phật mà không khéo là mong cầu những cái mà thả mồi bắt bóng nha. Không khéo là thả mồi bắt bóng hết thôi. Móng ấy mà cất chân thì chân quá ra giọng. Tự tâm chất tự tâm, tâm mình ngọc hợp mà lại vang sinh mong cầu Phật, nó không phải là pháp khi quyển trở thành cái quyển pháp đó sao? Tự tâm thủ tự tâm khi quyển thành quyển pháp. À, cái tâm mình giống là Phật rồi mà mình lại chấp mình đòi tìm một ông Phật khác, thế thì Phật ở đâu nữa? Tâm mình giác ngộ thì tâm mình là Phật. Như Lai cũng giác ngộ cái tâm của mình mà Như Lai thành Như Lai Thế Tôn, thành Phật, thành Vô Thượng Bồ Đề. Còn bây giờ cái tâm mình đây cũng vậy, mình đoạn từ quá giải về nãy vô minh thì mình thành Phật rồi, còn mong cầu Phật ở đâu nữa? Cho nên nếu mà tự tâm mình chấp tự tâm là mình mong cầu cái quả Phật ở đâu nữa, lấy cho mình á là làm cho cái pháp quy quyển trở thành pháp quyển, tức là cái tự tâm thành thành Phật của mình lại bỏ đi. Thế là cái đó là cái quy quyển là cái chân đó mà lại bỏ đi, rồi mình đi sâu một cái hình ảnh Phật nào đâu đó xa xôi, nó trở thành thành cái vô căn cứ, cũng bao giờ hiện thực. Không chấp thì vọng chân đều vắng lặng, tạm nhiên chân còn không có, vọng gì vào đâu mà thắng được. Mấy câu này cũng rất thích. Bất thủ vô vi quyển, vi quyển thì bất thanh. Nếu mà anh đừng có chấp tâm quan thanh tịnh rồi mà đừng có chấp, đừng có mong cầu, đừng có mắc gì hết á, thì cái chân cũng còn không có, thì cái vọng thì làm sao có được? Đã gọi là chân mà còn không có thì cái vọng làm sao mà còn? Vì vậy cho nên là người nhất thiện tri bị giáo nó thẳng là bất cầu chân quất đoạn vọng. Nếu khi tự tánh không vô tướng, không cầu chơi mà cũng không loạn vọng, mà chỉ cần rõ biết tự tánh của giải pháp là giải không, vậy không nhận thức như vậy thường xuyên, đó là cái cách tu thiền. À, tu thiền ở nhà, tu thiền là mỗi cái bài này mà tu thiền suốt cuộc đời, không cần thêm đề tài nào khác mà đủ sức thành vô thượng chánh đẳng thế gian. Còn thế giới mình không thành là tại chẳng qua là gì, là mình làm không có trọn vẹn nữa đó thôi. Đó là cái cách tu thiền, là tư duy tu đó. Mà tu thiền tức là tư duy tu, nó mới là tu gì lạ đó. Tu nó dạy Phật gọi đó là như Nguyễn Tam Ma Đề. Nguyễn Tam Ma Đề, Tam Ma Đề tức là quán, tâm ma bát đề tức là quán giải pháp gì vậy? Thành ra cái người mà tu thiền á, tôi cho rằng là cái tu thiền mà ưu việt nhất là quán giải pháp riêng thanh như vậy, đó là Như Lai thiền. Còn như là thiền mà đến hơi thở là ngồi vừa thân vừa tâm, là quán thân nhất tịnh, quán thọ thi khổ rồi kia đó, cái đó là thiền thiền đối trị cái cơ từng 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 cái tánh của con người mà hướng dẫn. Còn cái mà quán giải pháp duyên sinh duyên nghĩa này là bất cứ không cần tấm nào mà ta chịu nổi là nó đi tới cái chỗ thành Phật không khó khăn. Cho nên là khi mà Như Lai thành Phật rồi, Như Lai đâu có bắt buộc đệ tử nào ngồi nhiều đâu, cứ đi khất thực về đây
mà dạy cho mọi người đều nhận thức được nhìn giả pháp đều là như quyển hết. Thế là các vị là xa lắm được những cái không còn cái bằng tùy tầng tục cảnh nữa. Nhìn giả pháp là duyên khởi nhưng trong như quyển thì là không còn tùy tầng tục cảnh, mà không còn tùy tầng tục cảnh, không còn chạy theo tầng cảnh thì ngã pháp nó không có quạnh sanh nữa, nó không sanh khởi gì hết, nghĩa là phô bạo ngang tàn mà bất tinh như ta. À, như vậy thì là không có vô minh sanh được, ngã pháp không sanh thì vô minh không sanh được, không sanh được thì là giác không mê. Vô minh không sanh tức là không mê, mà không mê là giác, giác tắc là bồ đề vậy thôi. Đó là phương pháp câu chuyện mà mình giảng pháp như quỷ, có như quỷ tam ma đề là có bảo giác tất cánh như kim cương vương, thanh tịnh như diệu liên hoa, hải bóng tay diệu qua hàng diệu học, tấm tay diệu hàng diệu học. Có quán định vậy đó thì là các cánh như kim cương đó nha, thanh tịnh như diệu liên hoa đó. Diệu liên hoa nghĩa là mỗi người lạc sen đó, dầu ở trong cái cõi mà gọi là sao mà ngủ được đó, nhưng mà nếu mà đủ sức mà quán như quyển tam ma đề rồi đó thì coi như là sen mọc trong bụng lầy nước động mà không hề bị bụng lầy nước động làm gian ố sắc thương đó. Cho nên là mọi người có thể làm cho mình thành diệu liên hoa, thành cái thứ quả kia. Ngay trong nhân đã có quả, ngay trong phạm vi này đã có Phật ở trong rồi. Và đồng thời xem ở trong vùng này biến động, ở trong gọi là cõi đời biết được, mà quả kia không hề bị các cái thứ tiền não nó làm tác động hoàn hành, giống như quả kia ở dưới mình mà không bị quả hổ thất thương vậy. Để như vậy là như diễn hôm qua rồi đó, thả lấy tay diễn qua hàng vô học rồi đó. Mười phương chư Phật mà đông như số như cần, đồng như có đường đó mà vào thành đô biết bàn. Thử thị diễn hôm qua thiên can dương bảo giác như quyển tam ma đề, đờn chỉ siêu vô học. Thử ra tùy nạn ma thập phương bạc và phạm nhất lộ biết bàn hôn. Mười phương chư Phật về đi con đường như quyển tam ma đề đó mà vào thành đô biết bàn giữa của hội mùa đề đó. Nhưng cái bài hay quá, ngay cái đầu đề cái như là phủ lăng nghiêm tức là nhất thiết sự cứ tính sự có bản thân nó lọt liền rồi. Cái gì từ trước tới nay tôi nhắc đi nhắc lại vấn đề như thế, để lại lại quý để ý người đời tới Phật là phải thiền thôi. Thiền có nghĩa là quay đi cái này, có nghĩa là tấm lĩnh đó. Kể cả các cái kinh điển mà trong giới Phật học phải chia ra gọi là kinh điển của tiểu thừa, còn kinh điển mà của Phật giáo Việt Nam á là chuyên nhận về giáo lý đại thừa. Nhưng mà như đại chúng biết, đại thừa không vượt khỏi, không rời bỏ tiểu thừa mà có được. Cho nên giáo lý tiểu thừa cũng có nghĩa là giáo lý đó tiểu thừa và đại thừa cùng công nhận, cùng tu tập đều có lợi ích. Thì giáo lý tiểu thừa cũng dựa trên cái cơ sở thiền mà tu tập, tức là dựa trên sự tư duy tu, dựa trên tánh lực. Tôi nói ví dụ như là bốn cái pháp quán ở trong 37 phần tạo đạo gọi là tứ niệm xứ, là người tu hành phải quán cái thân, quán cái thân mình và quán chiếu cái thân người đều là bất tịnh, và đó là quán thân bất tịnh. Đó là gì? Cái điểm thứ nhất cần phải nhớ nghĩ tư duy, gọi đó là niệm xứ. Cái nhóm thứ hai là quán thọ thị khổ, quán thức tư duy, nhận thức rằng là các cái thị thọ đều là khổ, khổ thọ lãnh thọ những cái điều khổ đau bất nhiễu là khổ cả đời,
mà là họ cũng vẫn là có thể là nguyên nhân của họ, và xả họ thì sẽ không được lợi ích gì. Cho nên quán họ là khổ, quán tâm là vô thường, quán pháp là vô ngã. Thế thì là bắt đầu cơ bản trên cái việc tu hành của những người chữ thừa thì cũng là không ngoài thiền mà có được. Vì vậy cho nên thiền không dành riêng cho những cái chùa để lập thiền tông, những cái chỗ nào đó để lập thiền gì không phải vậy. Cái đó là chẳng qua là muốn để vậy, cái thật không phải chỗ đó mới có thiền. Cũng như không phải là chùa Vĩnh Nguyên không có cái thiền, là những người ở trong chùa này, những người học hỏi trong giảng đường này không có thiền, không phải vậy. Tôi nói như vậy để mà báo cáo với đại chúng là vấn đề mà tôi sắp nói là vấn đề cần phải thiền mới hiểu được, còn không có thiền thì không hiểu được. Hoặc là có hiểu là chỉ kinh văn tự thì nó cạn cợt lắm, nó không có bổ ích trên con đường tu tập để đi tới cái chỗ giải thoát giác ngộ, để nhận thức chân lý thật sự. Vấn đề rất quan trọng mà tôi sắp giới thiệu ra đây. Tôi đã giới thiệu những cái tư tưởng chuẩn bị cho cái công việc mà giảng về thất đại của Như Lai Bàn đã nhiều lần rồi. Hôm nay là bắt đầu nói ngay về Như Lai Bàn. Như Lai Bàn hôm trước tôi có nói về đại chúng ngay cái năm nhân này thì là cái tổng thể của cái vũ trụ vạn hữu này đâu, cho nên mình gọi là Như Lai Bàn. Mà cái vũ trụ này đến đây là hình như cái vũ trụ này nhé, thì thật nó phải bởi lớn vậy, nó cũng phải có ranh giới, nhưng mà đây là hình như cái vũ trụ thôi. Tôi nói nhiều lần rồi, hình như để cho mình thấy cái thật nó không có ranh giới. Thế giới này là cái không gian này không có ranh giới, nhưng mà không gian vô tận mà không có ranh giới. Mà nói tới cái điểm này tôi báo cáo với đại chúng để đại chúng hiểu. Người đệ tử Phật phải nói rằng rất trung tiến, rất hẳn diện, nói theo kiểu hàm thi. Chứ còn người đệ tử Phật thì không hẳn diện, hẳn diện là cái mặt lên trên trời giờ hỏi vậy. Nhưng mà nói theo thông thường là phải nói rất trung tiến và rất hẳn diện, mà được con thờ một đấng như là các con của mình. Là nghe cái tờ báo Sài Gòn đã nói hôm qua, người ta đăng rằng là các nhà bác học trên thế giới đã từng điều chỉnh cái vấn đề vũ trụ này rộng cỡ nào và lâu cỡ nào, có điều chỉnh nhiều lần rồi. Điều chỉnh về mặt rộng của không gian nhiều lần rồi, về mặt là nó cũng hình thành ra tới bây giờ là 4 tỷ 3 tỷ 7 là 4 tỷ 5 năm gì đó. Rồi cách đây á, người ta phát hiện ra một cái dải ngân hà cách đây mấy tháng, thì cũng các nhà khoa học có phát hiện ra một cái dải ngân hà lớn xa nhiều hơn là mấy chục lần cái dải ngân hà mà ta thấy trên bầu trời. Dải ngân hà các nhà bác học hiện nay là dùng cái kính viễn dẫn chính mà quan sát ra thì họ cho rằng là khoảng 3 tỷ, tức là 3 tỷ cái hành cái thi thể đó. Mình chưa biết nó là hành tinh hay là định tinh, bởi vì là nói về cái thi thể thì nó có cái định tinh là nó ở cố định. Hành tinh là cái thứ nó quay cái thời điểm như là và quả đất của ta. Thì các nhà bác học họ cho rằng trong cái dải ngân hà mà mình thấy những chiếc nước tinh tài đó là khoảng 3 tỷ cái gì mà từ lâu mà thấy cỡ đó là cho là đã quá là hay rồi đó, nghĩa là như xuống vũ trụ vậy là khá rồi đó. Và bây giờ đây người ta cho thấy rằng mà mới phát hiện được
cái giới ngân hà mà nó rất hái được là cái giới ngân hà mà ta đã các nhà bác học đã từng quan sát và từng biết từ trước đây này, nghĩa là nó rất hái được là mà cái sức mà con đường mà đi tới các cái giới ngân hà đó, đó họ lượng định là 6 triệu năm ánh sáng. Để các vị thử lên thử qua trong một cái nháy với cái đồng hồ này, tức là một giây thì là nó đi 300.000 cái số. Rồi là một phút thì là tôi nhớ sơ đâu là 18 triệu là km rồi. Rồi nhân nó lên là cho là 1 giờ, 1 giờ nhân cho 1 ngày, cứ như thế nhân cho 1 năm thì đại để là gần mười tỷ cây số. Mà người ta cho rằng là đi từ đây tới các cái ngân hà đó là phải 6 tỷ mà. Thế thì là ngôn từ nào để nói? Cho nên Đức Phật kia mà khi mà nói tới thế giới của chư Phật nhiều á, là phải dùng cái số cái bằng là bất khả thiết vô lượng vô biên a tăng kỳ. Bất khả thiết là con số không thể nói rồi, hàng hà sa số là cái chuyện gì ít quá rồi, cái làm gì hàng hà sa số bất khả thiết, rồi trồng cái bất khả thiết rồi vô lượng vô biên a tăng kỳ, tức là vô lượng vô biên cái bất khả thiết thế giới nó nhiều như vậy á, những hành tinh, những thiên thể, những cõi nước nó nhiều như vậy. Thì bây giờ khoa học khoa phát lên đó mà hé anh hé lần thì thấy rõ ràng là cái trí tuệ của Đức Phật của chúng ta, cái bổn sư chúng ta là rõ ràng là bằng trí tuệ giác ngộ thật sự cho nên nhận thức chân lý toàn diện cho tới năm nay 2500 năm mà người ta phát hiện ra những cái điều mà Đức Phật nói là có thật. Thế thì là về mặt cái không gian và thời gian đó mà Đức Phật nói đúng rồi. Cho nên thế giới nhiều lắm, không có nói được. Thế thì nói về để tôi nói là muốn nói rằng cái Như Lai Phàm mà ta hình dung đây là hình dung vậy thôi. Để mà nói rằng cái này nó có địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức, nó chứa bảy cái chất đó ở trong cái Như Lai Phàm. Từ bảy cái chất liệu đó mà nó tác động và nó vận động rồi nó duyên khởi rồi nó thành ra. Tôi đã chuẩn bị tư tưởng đã được trình bày nhiều lần. Đến nay tôi nói trực tiếp là vấn đề á, bắt đầu là nói thức đại đây nè. Cái thứ nhất đó là địa đạo. Địa đạo mà đại chúng nhớ là cái địa này đúng không? Cái địa này, địa đại ở đây đó. Cái địa đại đó tức là mình học ở trong kinh Bát Nhã đó. Chứ là phải sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc bất thị không, không bất thị. Chỉ sắc là chỉ do địa đại tức là sắc. Như vậy địa đại tức là sắc. Mà sắc đó, nó có thể là sắc là nó thuộc về vật chất. Nói theo cái từ của bây giờ người ta hiểu đó, sắc tức là vật vật chất. Vật chất tức là sắc, mà sắc tức là địa địa đại. Mà từ xưa nay á, mọi người đệ tử Phật bình dân cho tới học hiểu đạo Phật, tìm hiểu đạo Phật đều rất lấy làm ưu tư nghĩ ngợi mà thắc mắc về cái vấn đề xuất bất dị không, không bất dị sắc, xuất tất thị không, không tất thị sắc, nghĩa là xuất chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc.
Mấy cái chất là địa đại chẳng khác với không, không chẳng khác gì nữa. Địa đại, địa đại tức là không, mà không tức là địa đại. Sắc bất dị thông, không bất dị thích, sắc bất thị thông, không tức thị. Địa đại chẳng khác không, không chẳng khác địa đại. Địa đại là không, không là địa đại. Cái câu đó là phải hiểu như vậy. Thế thì sao lại lạ vậy? Sao lại địa đại là không? Sao lại sắc là không? Thế thì cái sắc rất là vật chất. Mà đã gọi là vật chất thì từ đất mà ta đang đi đang ở để cài vừa đồng đó xây cất nhà cửa gọi là địa đại đã làm, gọi là sắc đã làm. Mà kể cả kiến tạo những cái nhà, nhà cao tầng, nhà một tầng, nhà mới, nhà lá, cho tất cả cái bình, cái bàn, cái liên, cái tất cả mọi thứ gia dụng đều nằm trong chữ chữ sắc, đều nằm trong chữ vật. Và vật chất cũng rất là bằng địa đại đó. Nói chung là tất cả vì cái gì mà đối còn ở trước mắt ta nhìn thấy, kể cả có cái nghe nó không thấy mà do nghe nó cũng đều thuộc về vì sao? Vì địa đại. Cả cái nghe, cả cái nghĩ, cả cái nếm, cả cái đều là địa đại. Thế thì sự chỉ sắc cái nghĩa là rộng lớn như thế. Chỉ sắc chỉ tiên cho các thứ vật chất. Mà vật chất thì trước mắt ta toàn là vật chất, kể cả con người mà cái phần á, cái phần nghĩa trong tứ chi này cũng vẫn là một, một sắc ở trong vô lượng sắc, cũng là một hình thức nghĩa đạo.